ta chưa xong đại chất này. Khó rứt ở trời ta. Con xong đại chất này. Cứ là ô bằng phát ra. Mai tại mụ tỷ ta kia chưa chập là nà mai. Tô con mình to có việc không phải giỏi đây. Con nó cắt chất bình yên ta nè. Ba bà rộng, tôi tạm nhiên tới. Bà rộng này nè. Bọn cô tự đang không chết cho bà nè. Tha kiếm sầm tay lên nè. Con Thi. Bọn đang thảo ôn mình sẽ bài chết tại sao tại đường bọn đang mụ đi ta. Tại bọn ba sẽ mệt chất đây. Thả bọn đằng xa sẽ phẹn một cô chỉ muốn là Quỳnh Thia. Rồi mùi có Quỳnh Thia. Chẳng là bọn tật ta một tí ta. Ơ tế. Bà ớt đánh bọn thủ ấy. Linh bọn thủ ấy không chẳng dùng tiệt hay. Có đường ấy. Đồng phê là bọn chưa được rơi dọc nhau. Ôn xong nhà cho mọi bông. Tại bông đã chạm ôn đấy. Bà, bông xong nhà. Cũng ai là mẹ ta. Anh ta thua chết lại bán. Rồi anh mai xong đặt chết hai.
សងកម្មសងពីនឹងពួកយើងដល់ពេលណាទៀតកំសត់ណាណោះយើងមានមុខមកនិយាយដូចយើងទេមែននេះយើងធ្វើអីខុសអញធ្វើអីឬក៏មិនបានធ្វើអីអញដឹងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ឈប់ទៅមុខទីតាយើងសុំអញទេអាយតេដែលជាអ្នកត្រូវដើរចេញនោះរឿងអីយើងត្រូវដើរចេញរឿងអីយើងត្រូវឈប់អាយទៅវិញទេចាក់ចេញពីជីវិតបងមេតាទៅអានិតអាយខ្លាំងណាស់តដាក់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយតែឲ្យយើងដើរចេញទៀតហ៎ហានិយាយចេញមកគ្មានខ្មាស់មកណាស់ឯងសុបីតែបន្តិចអាយគិតដែរថាមកមេតាស្រឡាញ់ឯងបើគាត់ស្រឡាញ់ឯងមែនមិនមែនគាត់មកជាប់ជាមួយយើងទេឯងមានដឹងណែទេពេលដែលឯងនៅជាមួយបងមេតាថាយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាឈប់ល្ងងហើយឈប់លឹកខ្លួនឯងទៀតទៅមកក្រាស់ទៅដាំគូស្នេហ៍មកភ័ក្រនិយាយម្ដងទៀតអ្នកណាដណ្ដើមអ្នកណាពេលដែលនៅជាមួយបងមេតាដឹងថាយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដែរទេឥឡូវឯងចាញ់ហើយចាក់ចេញពីជីវិតពួកយើងទៅមនុស្សល្ងងស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងឯងមានដឹងដែរអត់ខ្ញុំជួយបងមេតាបានស្បត់គ្នាថាស្រឡាញ់គ្នាគ្មានថ្ងៃក្បត់តែឯងទេឯងទេដែលជាអ្នកបំបាច់យើងលោកមុំជួបអាត្មានិយមទៀតទៅឯងចង់ឲ្យបងមេតារងទឹកដោះស្រាយដល់ពេលណាទៀតបើឯងស្នាញ់បងមេតាពិតមែនមិនមែនបណ្ដោះឲ្យគាត់ទៅធ្វើបាបមកងាយចប់ទៅបាត់នេះទេអ្នកដែលធ្វើបាបបងមេតាគឺឯងខ្ញុំមិនអាចបន្តទៀតបានទេខ្ញុំត្រូវតែធ្វើចិត្តបំភ្លេចមុទិតាឲ្យបានហេតុអីក៏ពិបាកម្ល៉េះកាន់តែបំភ្លេចកាន់តែណាស់មែនហើយខ្ញុំត្រូវតែឈប់អាត្មានិយមត្រូវបញ្ឈប់វាឲ្យបានដើម្បីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំពុតមែនណាម៉ា
cha cứ bật men ni mạng gì cả họ con thử sấy chúng con đã phải chết anh nếu bây để lấy bộ kế cho biện liêm liêm chăng thằng đặc cầm có đôi chỉ bộ vì á chắc mấy thằng tiêm cầm rồng ấy trong mình chẳng vô kia sạt ngát mình nói dương đăng phong có thả bàn đấy bật men đấy lộc ba mình men đôi chỉ bộ dương để miên trong sầm bát đốc đâm mày nè trâu chấm nai pe bò thiệp hao nhiều phong sang song rong thầm thông phong trâu miên chấm nai chấm nôn ôi hô hai khăng na con nè mạ đi pro mình ăn nốt đấy pro tha thằng nãy dương bông cái bộ phía mấy ai tiếp tiếp chấm muối nồng bộ dương man tới men đấy lộc ba trâu hai bẹp ní trâu sẵn còn lấy miên thật trâu bẹ đồn tiệt đài bao lâu ta mới chân nè con tự lưu bạp đi phim á tất một con bà rồi bóng mạng miên thì xây phép tay mà đó chào sẵn cái miên thì xây tăng bị đa mòn ta cha lục ba mới xa ta đi chào miên đây tiết à bộ kế cho biệt bật mèn tại cho mình toàn vô chân chất mũi tuyệt ta là lòi thế xa công cất chân bệnh nạc con nên mà cất tha mũi tuyệt ta bà hai chỉ cắt chất bị ăn bệnh ta bà đá bà đá khai bệnh để bộ con dịp ca rồi chứ mà chưa tha con bà con thì vô chân chất niêng mang ngay bên này á cháu cũng không tịch chiến sân kia mùi này hơi hãy bật tịch tiệt cháu nâng chọi dọc bẻ đồ một tịch ta ban chưa ta nữa lục ta này dễ thương nè con không sẽ lành bong lẹp bong là bay bong cột giang xin không thả ai đâu nâng cho mỗi bong ban tại bên nè bị bàn tay pro hay tôn thầm rạ thế nè niếng cha nơi tay mặt đó không ở toàn cây luống nước đo mệt ta mẹ nè ở tay mặt đó ni mặt đó cũng gì bị chung một cây chung một trăng lưu thế mặt đó đăng tha nè niếng cái bông từ khâu chết đại tư cắt đặt những đồn chết tân á chấm buộc nè biêm nghĩ thế bên tai hai tay cứ tư tao bảo bả chết mà nè ai nè niêng trời tới tay chuông tầm bên dây hai phần tồn một nia thế nè chị hiếm thôi ai tên mạnh đó ba kê tập cho biết mùi đẹp dây là hai năm chị đẹp nhung không lẹ bóng nhung không phục bì nhung to xui cho mùi lục bục thế bôi nhằng mạnh ôi tập bạn ở cái ba kê tại bên niệm vì em nên lấy tiền tay mày đó nè niên cũng áo chọc chan ấy nè
chăm mẹ đó chui đuổi từ chỗ kê đuổi ngày môn chân đó. Ở đây mẹ đó nhưng trong bảy bạ bộ kê tê bị bạp thương ngôn nè ai kê luôn nơi chung mùi kê tê nà mùi nhưng mình trong thuộc bạp chất con thiê tê con thiê có chiếc phụ mạ lo bọc nhầm đây chẳng nè niên ở đàn nát luôn ai thế ấy mẹ đó nhóm phòng lẹ băng cục giang nhóm có phòng lẹ băng xe hai môi đi đây thua dạng nè ôi tình nạn ở chung mình luôn nhóm kê sẽ bài chất phần năng cứ khục khổn xe mẹp nhóm mà nè niên bỏ mẹ đó dân trời ta rừng mòn cần lõng mọc dân pra tục này dân sao tràn về chơi sẽ cái đây sọc bật nó lợi luôn dân hạt ai dân dọa tục nhà nó nẹ đập tới hạt ai ban chức chông mẹ rõm tha đôi chứ chơi ôl bị khẳng hân ông chân nó nhiêng bông thưa ấy nữa cha mẹ đó khi nhâm gặp bông ta đẹp trăm lại chơi đồng ca kha làm bây giờ phải phải ăn này phải sàn đi mẹ nhiêng ăn cà ấy tên mẹ đấy khi nhâm bên cà ấy nè mẹ đó khi nhâm sờ sài ta định mẹ đó mơ khởi chăng hai chồng trong tay chúng mày nè nà khi nhâm cắt tha tay chúng mày nâng nè mai bài một cà thì đang nè nhiêng hạt ấy mẹ đó lúc xây quật là vô từ bữa phía xa rừng sọc bà rớt thoa nơi vọt đi nọ rừng mơ có phía dạp dơn nồng phía tôn trị bạp ninh thôi ai nẹ má có lên khoa với nhau mẹ đó công cần chăng lúc xây giờ lại nẹ niên quật đằng dục mình quật là vô riêng chăm ca nghi rất láng quật từ bị chung phía xa quật là vô ta mà ngay thăng tê nè niêng bà lúc sấy còn là vợ trắng nhưng xong tận này nè sấy nơi mướp tia ai là ó cùng ấy nay mày đo cùng tụi anh nhưng nơi mà này anh đi mai anh khai ấy hả cứ nhưng khai mà đúng hay mệt vậy nhá ôi cùng tụi sẽ đạp viên lại niêng niêng lập tia miên là cha đại tá viên bên chỉ dẹt xin xanh mà đúng rồi nãy tôi mùi mẹ to cùng tụng em nâng mẹ ai nha mẹ to ha chả khó à em song say nát chuột bỏ khăm ai mong bàn tội nhầm nâng mẹ ai nâng lùm cha tập nông quanh ba tay cả từ hồi một cha sang cây lo cột lộp mau được ngày môn nhẹ bạn sau tam phật người nát thuê nhà mạ đã bỏ xuống mình sờ bài chật bẹp nhà mạ còn thua bẹp đi mà nhưng mình tính mà nè hỏi chim bò con một mặt mà mời cha ngày nay sẽ bẹ sọt sẹt hay ở đó một cái sọt là và hay chỉ tự một tay tay mày này bạn mày
ពិតជាគួរអណិតណាស់កូនម្ដាយកូនគឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលតស៊ូណាស់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងស្នេហ៍ល្អជាមួយនឹងគេស្លាញ់នឹងគេប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែគេមើលរំលងទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏កូនប្រុសរបស់ម៉ាក់ធ្វើបានសម្រេចដែរព្រោះថាមុតិតាគេព្រមរៀបការជាមួយកូនបាទម៉ាក់កូនសម្រេចហើយកូននឹងតស៊ូឲ្យដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងកូនគិតទៅរកមុតិតាស្នេហ៍ម៉ាក់ចាទៅចុះដោះចាអ្នកនាងខ្ញុំរកទៅលេងសាច់ខាងនោះសិនមកដោះមករៀបចំសិនចុះណាចាអញ្ជើញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រាសាទអ្នកតាជាប្រាសាទមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយទីនេះគឺជាកន្លែងដែលមានឧស្សាហ៍វិរិយច្រើនរវាងខ្ញុំនិងគេចិត្តស្រឡាញ់និងបារម្ភគ្មានថ្ងៃព្រួយប្រាយប៉ុន្តែបងងាកទៅក្រោយវិញគ្រប់យ៉ាងបានប្រែប្រួលអស់ទៅហើយមិនអាចប្រែឡើយមុតិតាមុតិតាមុតិតាមុតិតាមេតាបងមេតាបងមេតាលឺថាអ្នកទាំងពីរទៅតបជាប់ពាក្យថ្ងៃមុននេះមិនហៅមិត្តភក្តិមួយម៉ាត់ទេម៉ែណៃចូលរួមអបអរសាទរផងណាចាអរគុណ
ជួយអ្នកទាំងពីរវិញរៀបការពេលណាដែរអូពីអ្នកខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំនេះកំពុងតែរៀបចំដេញវេលាហើយនឹងអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរឲ្យចូលរួមផងដែរការមិត្តភក្តិទៅហើយពួកខ្ញុំប្រកាសទៅចូលរួមអីចាំខ្ញុំបោះធៀបអញ្ជើញជាផ្លូវការចាជាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនណាព្រោះមានធុរៈជាមួយមួយកម្មទេខ្ញុំទៅសិនណាតែមិនទេដែលពួកយើងទាំង4នាក់មកជួបគ្នានៅទីនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាអីបានមកជួបពីអ្នកគេមកទីនេះដែរអញ្ចឹងហើយបើបងថាចៃដន្យហ្នឹងនេះថាអីបានសាក់ដឹងថាខ្ញុំនៅប្រាសាទអញ្ចឹងអូគឺបងទៅផ្ទះជួបនឹងម៉ៃហើយម៉ៃគេប្រាប់ថាអូនមកអុយធូបនៅប្រាសាទជាមួយនឹងម៉ែដោះហើយនេះមានការអីមករកទាំងព្រឹកអញ្ចឹងស្ដាប់គូដឹងខ្ញុំនិយាយចុះវាដូចជាឆ្ងាយពីហើយណាគឺបងមានរបស់ជូនអូនហើយនឹងចង់នាំអូនឡើងទៅភ្នំពេញទៅមើលភ្នំជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានសម្រេចទេចង់សុំការអនុញ្ញាតពីពុកម៉ែសិនបាទអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ទៅទេចា៎កាត់អីមែនទេមិនមើលមុខបងអញ្ចឹងអូឬមួយក៏មុខបងស្អាតផ្នែកបងខាងណាឃើញខ្ញុំមើលបងនោះគឺផ្នែកទាំងពីររបស់បងហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងបងគួរតែទៅពេទ្យអង្គគេផលិតម្ដងហើយព្រោះថាមិនស្វាងផ្នែកទេក៏ផ្នែកឡើងបាយដែរតែឲ្យពេទ្យកាត់មែនតើឲ្យហើយទៅណាអូបើបងទៅមែនក៏យើងត្រូវទៅពីអ្នកដែរហើយខ្ញុំត្រូវទៅផ្នែកខ្ញុំបានឡើងបាយផងគឺកាត់បន្តាគូស្នេហ៍នោះអីបងមើលមាត់ខ្ញុំណាអត់ចង់បានអត់ក៏អត់ទៅបន្តាថ្ងៃនេះគឺបងចង់នាំអូនទៅហូបបាយក្រៅម្ដងខ្ជិះខ្ជិះសងអីហ្នឹងខ្ញុំថាមិនបាច់ទេអូយនេះភ័យមែននេះយូយូបានប៉ាគូតដឹងហូបបាយក្រៅម្ដងសោះអស់ប្រហែលលុយទៅហើយកំភៃអីបន្តិចទៀតគឺបងបានចូលធ្វើការនៅមីក្រូហ្វៃណានហើយនេគីបាទគឺកន្លែងដែលបងបានដាក់ពាក្យកាលពីមុនឥឡូវនេះគេបានបើកមីក្រូហ្វៃណានហើយអញ្ចឹងគេកំពុងតែរើសបុគ្គលិកអញ្ចឹងបងក៏បានគេតាក់ទងមកឲ្យដែរអញ្ចឹងបងចាំការទៀតតោះអាផនអាយគួរតែសប្បាយចិត្តណាអាផននៅពេលដែលឃើញមនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់មានក្តីសុខអាយតែតែរឹងមាំឡើងបើសិនជាអាយស្រឡាញ់នាងអាយត្រូវតែជួនពូននាងឲ្យមានក្តីសុខកូនកំឡោះខ្ញុំមានតែមួយ
มันกูมาเคาะจะรึงสนาหารจังซอบาดมาก้นกระปงชักกันไอ้นั่งคือช่องกระปงเด็กเกิดเรื่องแต่งตัวนั่งทำไมเรื่องไอ้ไอ้ปลาไม้บานอัดก้นคือช่องกระเรื่องการเงินนั่งทำไมจังไอ้ก้นไม้กระปงแต่จองสู้ก้นละมุมบาดไม้ไม้สู้มาจอก้นทุกกาไอ้นายกลายนะให้เป็นอะไรก้นบาดมาคือก้นโจทย์การติดกรอยยังไงนายกลายหลบปกห้าวหลบปูปีก้นทำไมคือตีแตงสลบยาวหนึ่งไอ้ก้นปากกายฉลายนะก้นตั้งใจเพื่อการนะบาดมาก้นมันช่วยมาหนึ่งปกข้อผมน้องจะปวดก้นเองเป็ดก้นมีการเงินอ่อนๆประคายจานมันควักเต้เหมือนดูใส่เดี๋ยวจองบ้านก้นเพื่อจะไปได้กระทาก้นหนึ่งคนทีมันบานเฟือบอลรุกนี่เจ้านะก้นบ้านแม่ดาวมาตามน้าแม่ดาวหัดเขินนี่ประหารจะแม่ดาวระวอลแต่สมเปียเปรอะตื่นมาเครื่องเชียวมาหายน้ำมวยเชียวมาบ้านจับปารำพี่แม่ดาวเตี้ยใส่จ้าจังเบิ่มเขินยี่ถ้ามาใส่เขมรเมื่อดับแน่หายใส่แม่นู่คือจมูกติดตาแม่เต้ชื่ออันเนี่ยเนียงชื่อสันเจ้ากับบ้านได้มันอาจปลายลายจังปู่ยังประหยัดตัวเต้รู้ช่วงประหยัดตัวจุกรปูนักมิงพงหยับไอ้กูประหยับหลังหลังรู้ช่วงจังส่งอันหยาดรปูนักมิงน้ำมุตตาแต่มือพนุพนุงพนุงไอ้เก๋นี่มันไปหาไอ้ทำไมดอกอัดเต้ตาแม่ดอกยังประหยัดตัวเต้ไอ้น้าอะไรเนี่ยสงัดด้วยจะเจ้าลุยใส่จังอาบานเอออาบานบ้านหลบรอมาวิ่งหายหลบรอมาเอาหน้าบ้านคืนบ้านให้เจ้าลุกใส่เรื่องไหนเนี่ยไอ้แต่น้าอะไรรื้อมวยกันได้ขนมประตูเนื้ออีเออเนี่ยนังไงลูกชายก่อนเมียนการเหนื่อยบ่ได้หลบร้องอันนั้นกิ่งงบยมอันดังอันนั้นกิ่งงบได้อ่ะซุ่มตัวพ่อโอ้แนนยังมาดาวล้มกูกูจอดสันเตอร์ฮัตเอ็งก็มาช่วยกันมูติดตาเลยสอกไซเรื่องอะไรตาสะไทยนิ่งนะหกใบไทยตรองช่วยชมตานะทำปะได้สายเนาะจังยมตะทวงหกอเชียงบ้านตะช่วยแม่ดอกตาบ้านแม่ดอกสะไงนี่หกใบบ้านเฉินนะเด็กปูบ้านThank you.
បាទអរគុណអើកុនធានេះហូបចានច្រើនទៅណានេះចង់ខ្ញុំធាត់មែនមានណាគឺចង់ឲ្យម៉ាប់ម៉ាប់តាម៉ាប់អក្រក់មើលណាម៉ាប់គូឲ្យស្រឡាញ់តាចេះតែថាឲ្យមកឯងនេះហូបចានចានទៅវាមិនធាត់តែមួយថ្ងៃនឹងទេគាត់បានជួបមុខទីតាតែមើលទៅគាត់ដូចជាមិនសោកសៅសោះព្យាយាមរីករាយនៅពេលដែលនៅក្បែរយើងគាត់ប្រហែលជាកាត់ចិត្តពីនាងបានហើយមើលទៅសំទោសដែលបងសម្ដែងបោកភ្នែកគន្ធាតែដែលបងធ្វើទៅព្រមចង់ឲ្យគន្ធាមិនសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះមិនមិនហូបទៅនៅសម្លឹងមើលអីអូបងសម្លឹងមើលស្អីស្អាតហ្នឹងណាអានាខូចណាស់មកឯងនេះគឺបងសម្លឹងមើលស្អីស្អាតនៅខាងឆ្វេងដៃបងនឹងហើយអានាគឺអ្នកអង្គុយក្បែរបងនឹងហើយប៉ុណ្ណាញ៉ាំទៅបានហូបបាយទៅស្រីម៉ែម៉ែលើកថាម៉ែទៅកម្មវិធីសប្បុរសនៅឯវត្តគឺក្មេងៗនៅឯជនបទមួយចំនួនហ្នឹងណាកូនមានការខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សាអញ្ចឹងហើយបានជាខាងវត្តរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសយកអំណោយទៅជួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមសប្បុរសផងណាបានតាក្មួយម៉ែហើយនេះម៉ែមិនហៅកូនទៅជាមួយដែរអូគឺបាត់ថុចញុចពេកម៉ែបានប្រាប់កូនឲ្យនៅផ្ទះស្រួលស្រួលមិនចង់ទេនៅតែផ្ទះពេកខ្ញុំវាធុញថប់ខ្ញុំចង់ចេញទៅធ្វើអីឲ្យមានផលប្រយោជន៍ជួយដល់សង្គមខ្លះហ្នឹងណាដើម្បីបានកសលផលបុណ្យជាតិក្រោយទៅឲ្យខ្ញុំជួបតែមនុស្សល្អល្អមិនបាច់រៀបរាប់ចានចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅសាក់នេះសាក់ហូបសំឡងនេះតើណាមិនអត់ដែរសាក់ចុចចិត្តហ៎ហូបឲ្យច្រើនច្រើនទេណាញ៉ាំឲ្យច្រើនច្រើនទៅណាក្មួយបែបនេះនេះក្មួយមានអីចង់និយាយឆាប់និយាយមកណាខ្ញុំចង់សុំអនុញ្ញាតពូអ្នកមីងរៀបការជាមួយនឹងមួយទៅតាក្នុងឆ្នាំនេះមិនក៏លឿនមែនមិនចាំឆ្នាំក្រោយទៅខ្ញុំថាមិនលឿនទេបងព្រោះថាខ្ញុំបានទៅមើលថ្ងៃខែរួចរាល់អស់ហើយណាមើលក៏ទៅមិនប្រាប់បងមួយម៉ាត់អញ្ចឹងព្រោះថាបងរវល់ធ្វើការអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់រំខានបងទេតែមុខតាក៏ជាកូនខ្ញុំចេះចាត់ចែងហើយហើយខ្ញុំនឹងនាំមុខតាទៅមើលភ្នំនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះស្រេចតែចិត្តចោលអញ្ចឹងតែលពូអ្នកមិញគិតយ៉ាងម៉េចដែរចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅអកូនពូ